Khi các chân dài lấn sân sang diễn xuất, Mai Phương Thúy một phát ăn ngay rồi chìm mất khúc. Kệ tôi, lần sau tôi không bắt ai chờ tôi hết á. Ổng là thầy giáo, không có được nghĩ bậy nha. Thanh Hằng cờ đến tay vệ phất. Ba chân tôi có làm gì không xứng đáng để má không chịu trao lại gia bảo cho tôi? Hay là má muốn tôi phải tàn độc hơn? Mai Phương Thúy gia nhập làng giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Cô nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý nhờ chiều cao khủng, gương mặt khả ái, cùng với thành tích học tập cực khủng. Dù chưa từng học qua bất kỳ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào, nhưng Mai Phương Thúy vẫn mạnh dạn thử sức với bộ phim vô cùng khó nhằn mang tên Âm Tính ở thời điểm năm 2010. Ngay khi phim vừa lên sóng, vai diễn đầu tay của cô nàng đã nhận về loạt phản hồi vô cùng tích cực. Đồng thời nàng hậu còn nhận được đề cử tại hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải HTV Awards 2011. Tưởng chừng cô nàng sẽ thừa thắng xông lên, thế nhưng sau đó dân tình chỉ thấy Mai Phương Thúy hoạt động khá lặng lẽ trong showbiz. Sau đó Mai Phương Thúy có tiết lộ với công chúng về niềm đam mê đầu tư chứng khoán của cô nàng. Chia sẻ về sở thích này, cô nàng cho biết kiếm tiền không phải dễ dàng, mình phải kiếm nhiều và kiếm một cách có hệ thống, theo cấp số nhân. Tôi không thích kiểu nay kiếm nhiều mai kiếm ít không biết tương lai ra sao. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều, nhưng vì thế mình phải đầu tư chất xám nhiều. Thanh Hằng. Trong số những người mẫu đóng phim thành công nhất tại VBIS, không thể không nhắc đến Thanh Hằng. Mỹ nhân có đôi chân dài 1m12. Điều thú vị, tuy xuất thân người mẫu nhưng dường như Thanh Hằng lại được công chúng biết đến nhiều hơn qua những vai diễn đầy ấn tượng trên màn ảnh. Cụ thể như vai diễn ba chân trong phim Mẹ Chồng từng khiến người hâm mộ phải công nhận danh xưng chị đại của màn ảnh rộng quá xứng đáng với Thanh Hằng. Khán giả vẫn rùng mình khi nghĩ đến sự hà khắc của ba chân với con dâu và với người trong nhà, nhưng cũng nhớ đến sự cô độc của người phụ nữ ấy, điều giúp cho Thanh Hằng chạm đến sự thành công về diễn xuất. Nữ siêu mẫu giờ đây đã sở hữu hơn 10 bộ phim đình đám trong sự nghiệp diễn xuất như Tuyết Nhiệt Đới, Nụ Hôn Thần Chết, Gia Tài Bác Sĩ, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Mỹ Nhân Kế, Siêu Nhân X, Mẹ Chồng, Chị Em, Tháng Năm Rực Rỡ, v.v. Và tiếp theo là Quỳnh Hoa Nhất Dạ, bộ phim do Thanh Hằng đảm nhận nữ chính kiêm luôn vai trò nhà sản xuất. Anh Thư. Siêu mẫu Anh Thư bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn khi đảm nhận vai nữ chính trong Tuyết Nhiệt Đới. Ngoài ra, cô nàng cũng từng góp mặt trong một số bộ phim lớn nhỏ như Sương Gió Biên Thùy, Những Cô Gái Chân Dài, Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, Tháng Năm Rực Rỡ, v.v. Trong số đó, Bom Tấn Kinh Dị 10 có thể được xem là vai diễn khó quên của người đẹp sinh năm 1982. Trước khi tỏa sáng trên màn ảnh, Anh Thư từng hôn mưa gọi gió trên khắp các sàn diễn thời trang những năm 2000 với vai trò người mẫu. Không chỉ thế, người đẹp còn được mệnh danh là đệ nhất vedette lúc bấy giờ và trở thành cái tên mà nhiều thế hệ người mẫu sau này ngưỡng mộ, thường xuyên nhắc đến. Anh Thư bắt đầu tái xuất làng giải trí với vai trò huấn luyện viên của The Face Việt Nam 2022. Nữ siêu mẫu cũng vô cùng chăm chỉ xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, cũng như góp mặt trong sự kiện của giới màu điệu. Đạo diễn Lê Hoàng cũng từng có những chia sẻ về việc chân dài đi đóng phim. Anh cho rằng người mẫu đóng phim không có gì phải bàn, trên thế giới cũng có rất nhiều. Có nhiều người đẹp sàn diễn rất nổi danh trên màn bạc để trở thành diễn viên điện ảnh. Đẹp là cơ sở đầu tiên, cộng với khả năng diễn xuất các thứ, đạo diễn là người phải biết phát hiện người đẹp đó phù hợp với nhân vật nào để phát huy khả năng của họ. Có thể thấy việc các chân dài đi đóng phim đã không còn quá xa lạ. Đây cũng là điều dễ hiểu khi nghề người mẫu có tuổi thọ không dài. Thế nên việc lấn sân sang diễn xuất có thể coi là một phao cứu sinh để họ tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên không phải ai cũng thành công khi thử sức với lĩnh vực này. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.